Lê Diệp Kiều Trang, nữ doanh nhân đang gây sốt mạng xã hội là ai? Lê Diệp Kiều Trang, sinh năm 1980, sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh. Bố là ông Lê Văn Trí, phó tổng giám đốc công ty cao su miền Nam. Anh trai Lê Trí Thông từng là phó tổng giám đốc ngân hàng Đông Á. Ông Thông sau đó được bổ nhiệm làm CEO công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Lê Diệp Kiều Trang từng được cộng đồng khởi nghiệp trong nước biết đến khi có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Bà là thủ khoa đầu ra và đầu vào tại trường chuyên Lê Hồng Phong ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà đang tốt nghiệp thạc sĩ thủ khoa ngành kinh tế tại Đại học Oxford và là thành viên trung tâm phát triển và khởi nghiệp Lê Gia Tung của Học viện Michigan, Hoa Kỳ. Lê Diệp Kiều Trang đã cùng chồng là Sony Vũ sáng lập nên Misfit Air Adelaide. Công ty này sau đó đã được bán lại cho Fossil Group với giá 260 triệu đô la năm 2015. Lê Diệp Kiều Trang có một thời gian giữ vị trí CEO Fossil Việt Nam. Năm 2018, Lê Diệp Kiều Trang chọn Facebook là nơi làm việc để kết nối cộng đồng doanh nghiệp tốt hơn. Sau gần một năm giữ vị trí ghế nóng giám đốc Facebook Việt Nam, Lê Diệp Kiều Trang đã tuyên bố rút lui khỏi mạng xã hội lớn nhất thế giới. Bà cũng từng là CEO GoViet, sau đổi tên thành GoJet Việt Nam. Bên cạnh đó, Kiều Trang là nhà đồng sáng lập quỹ đầu tư Alabate, chuyên rót vốn vào các dự án khởi nghiệp có tác động tích cực ở cấp độ toàn cầu.